chào bà con nhé. Đây là đơn hàng ngày 27 tháng 5 này. Đấy. 5 xe nhé. 5 xe tất cả các tỉnh. Sơn La. Đây ạ. 5 xe để tập kết hàng để đi giao nhé. Tấm bê tông nhé. Tấm đan bê tông anh em sang hàng. Để chuyển đi Sơn La, Yên Bái, Phú Thọ. Đấy, hôm nay tổng kho ông Phúc đi xuất hàng. Đi kín nhé. Toàn bộ anh em đang bốc hàng lên này. Rất chi là nhiều luôn nhé. Tấm bê tông. Tấm nằm mát nhé. Bản cách nhiệt này. Đấy, quạt hút trang trại. Bà con có nhu cầu về thiết bị chăn nuôi vui lòng đến tổng kho Hồng Phúc, có địa chỉ tại Hiệu Chân, Tân Hưng, Sóc Sơn, Hà Nội. Rất nhiều hàng đang chờ để bốc xếp lên xe chuyển đi xa. Quạt hút công nghiệp, tấm lót sàn đi xe nhé bà con. Mọi chi tiết xin liên hệ tổng đại lý thiết bị chăn nuôi Hồng Phúc nhé. Cảm ơn bà con.